bắt 9 đối tượng liên quan đến cái chết của hai anh em ruột. Ngày 26 tháng 7, thông tin từ Công an huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án giết người, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 đối tượng liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, cách đây hơn một tháng. Trước đó, khoảng 2 giờ ngày 19 tháng 6, người dân địa phương phát hiện hai thanh niên tử vong trên đường liên tỉnh Hải Phòng, Hải Dương, đoạn qua địa phận thôn 1, xã Quảng Thanh, trong tình trạng giống như điều khiển xe máy bị lao vào gốc cây bên đường. Hai nạn nhân sau đó được xác định là anh em ruột, gồm PVT, sinh năm 2007 và PVT, sinh năm 2008, cùng trú tại xã An Sơn, huyện Thủy Nguyên. Vụ việc ban đầu được xác định là tai nạn giao thông, tuy nhiên, trong quá trình điều tra, khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tình tiết bất thường. Đồng thời phát hiện thu giữ ở gần hiện trường một số hung khí dạng giáo nhọn, dao bầu, ống tuyếp sắt. Kết quả khám nghiệm tử thi xác định trên người hai nạn nhân bị đa chấn thương. Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu điều tra, cơ quan công an xác định đây là vụ án mạng nên đã vào cuộc, triệu tập một số đối tượng nghi liên quan đến vụ án. Theo thông tin ban đầu, nhóm nghi phạm khai nhận đã mang hung khí truy sát hai nạn nhân khi họ trên đường đi làm thêm về từ một cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Sau khi sự việc xảy ra, phát hiện hai nạn nhân đã tử vong, nhóm đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hải Phòng và các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục mở rộng điều tra, xác định rõ hành vi sai phạm và truy bắt các nghi phạm khác để xử lý vụ việc theo quy định.